À nè cô ơi, cô đi đâu vậy? Có thể cho tôi hỏi thăm chút xíu được không? Tôi đi về làng, tôi muốn kêu người lên bắt tội phạm. Có chuyện gì cô cứ nói đi, biết đâu á chúng tôi giúp được cô thì sao? Một thằng buôn bán ma túy, nó bị người ta bắn rơi xuống vực. Vợ chồng tôi đã cứu nó, vậy mà khi nó tỉnh lại thì nó lại hiếp tôi. Chồng tôi phát hiện ra và đã bị nó bắn chết. Có phải thằng này không? Đúng rồi, chính là nó. Các anh cũng biết nó hả? À, bọn tôi là công an, cũng đang đi bắt nó đây. Cô thông thạo địa hình ở đây, dẫn bọn tôi đi có được không? Công an? Được chứ, tôi sẽ dẫn các anh đi. Nhưng mà tôi muốn khi tìm thấy nó, chính tay tôi phải chém nó. Thôi được rồi cô à, mọi chuyện đã có pháp luật giải quyết rồi. Cô cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ có cách lấy lại công bằng cho cô. Được rồi, các anh đi theo tôi. Nhưng mà nó có súng đó, các anh phải cẩn thận. Tôi anh biết rồi. Nó ở trong này nè. Cô em vào trước đi, nếu thấy nó báo tụi anh vào. Ủa, mấy anh là công an mà lại có súng nữa, sao không vào bắt nó? Cô nghĩ tụi này là công an à? Đi lên. Mấy anh là ai? Mấy anh lừa tôi hả? Là ai không quan trọng, đi vào trong kia. Được rồi, để tôi vào. Nhưng mà ở ngoài này nhiều rắn lắm á, mấy anh cẩn thận. Đi. Nhỏ nó lâu ra quá vậy, có khi nào nó bị thịt ở trống luôn không? Tìm hoài không thấy mà tại sao tụi bay chắc nó ở khu vực này? À, con hỏi, đường vào thung lũng mình, còn hỏi á vực có sâu không? Vậy thì chắc chắn thằng Tòng nó ở quanh khu vực này thôi. Bắt sống được nó thì tốt, mà nó phản kháng thì giết luôn. Mấy anh chị kiếm thằng Tòng hả? Cô là ai? Tại sao cô lại hỏi như vậy? Tại vì vừa rồi cũng có mấy người kiếm thằng Tòng, tôi dẫn họ lên trên hang rồi. Tại sao cô biết nhóm người đó cần tìm thằng Tòng? Tại vì họ hỏi tôi, họ còn có cả hình của thằng Tòng nữa. Bọn nó có bao nhiêu người? Có 4 người, ai cũng có súng hết. Thằng Tòng cũng có súng nữa. Tại sao thằng Tòng nó ở chỗ cô? Câu chuyện là như thế nào? Tòng ơi! Tòng! Tòng ơi! Tòng vào đây, Tòng bắn cho vỡ sọ. Tòng ơi! Tôi là người của anh Tòng khi đó nè, muốn gặp ông để hỏi chút chuyện thôi.
Chúng mày gặp tao có chuyện gì? Anh Toàn sao bọn tôi lên đây để gặp ông? Để tìm thằng Hùng nhỏ. Sao chúng mày phải hỏi về nó? Đại ca nghĩ nó là xích cài vào nên các anh mới bị bắt. Vậy chúng mày tìm nó làm gì? Thì giết nó chứ làm gì? Được rồi, tất cả chúng mày bỏ xuống xuống. Tao ra. Tao xong rồi đi. Thì nó giở trò đồ bại với tôi. Chồng tôi phát hiện ra thì nó đã giết chết chồng tôi. Tôi đuổi theo nó thì nó trốn ở trong hang động á. Tôi đang định quay lại kiếm người để lên bắt nó thì gặp một nhóm người vừa rồi. Nhóm người kia có phải là công an không? Mấy người kia nói ban đầu là công an, nhưng mà sau đó thì không phải. Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ cô có thể dẫn tụi tôi tới đó được không? Dạ được. Bọn tôi muốn lên đây để nhờ ông tìm thằng Hùng nhỏ. Nó sổ mũi các anh, không giết không được. Mà sao ông quen thằng Hùng nhỏ? Thằng Hùng nhỏ là người nhà của ông Trư mà. Lão Trư? Có phải Lão Trư ở Mường Kim không? Đúng rồi. Lão ta bị bắt lâu rồi ông không biết à? Mãi cách đây một tháng ông vẫn điện thoại cho tao, nói là gặp thằng Hùng nhỏ để kênh hàng mà. Ông nói là ông vẫn bình thường, ông đi lánh nạn mà. Vậy chắc chắn thằng Hùng nhỏ là công an rồi. Lão Trư đều bị nó khống chế. Mẹ kiếp. Ở phòng ma túy trên này em có quen ai không? À, tao có thằng đàn em. Trước có nhờ thằng Lâm vào phòng ma túy. Bây giờ nếu cần, nhờ nó chắc vẫn được. Tốt. Bọn chúng dưới đó kìa. Đi đi. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ông ra khỏi đây, rồi sau đó đưa hình thằng Hùng nhỏ cho nó, để nó đi hỏi mấy thằng kia xem sao. Thôi cũng trễ rồi, đi. Dắt nó đi. Bông mày lại. Không cần phải hỏi, cứ thằng Tòng qua đi. Mẹ kiếp, bông mày lại, mày dám hất cái chân của con tao. Thả thằng Tòng thì sống, không thả thì chết. Tòng cứ im đó. Mày ngất. Sao phải khổ thế này? Bọn nó là bọn nào vậy anh? Có phải là cớm không? Nhưng mà cớ nó bắt hết cả nhóm rồi. Tại sao chọn thằng Tòng? Bây giờ chúng ta cũng không cần tìm nó nữa. Nếu thằng Hùng nhỏ làm ở công an tỉnh Hương Hòa thì kiểu gì chúng ta cũng tìm được nó.